Chào các bạn. Hôm nay mình có một cái cây lumber này các bạn. Cây này trước kia cũng là cây nhỏ bờ tường đó, nhưng mà ương cũng khá là lâu rồi. Thì ương là chủ yếu là mình ương cho cái rễ nó nhô lên các bạn. Chủ yếu là làm rễ buông đó. Thì sau này để mình lấy ra để mình ghép đá các bạn. Mình rất là thích chơi những cái dạng lumber với lại bồ đề. Chơi rễ các bạn, chơi rễ mà chơi bám đá thì các bạn nuôi một thời gian á, nó phát triển cái rễ nó phình ra và nó buông xuống á, nhìn cũng rất là đẹp. Nhìn rất là hay luôn đó. Thì hôm nay mình tỉa lá bỏ đi, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách mình trồng cây lâm bồ làm sao để cho nó đẹp, trong tương lai là mình càng nuôi nó càng đẹp và cái cây mình nó có giá trị hơn các bạn ha. Mình chơi theo dạng bám đá thì mình chơi càng lâu nó càng đẹp các bạn, cái độ đẹp của nó sẽ thể hiện qua từng ngày luôn các bạn. Cái dạng cây như thế này á, mình rất là thích hợp để mình chơi theo cái việc mà bám đá tựa đá trên các bạn, cho rễ nó buông xuống á. Thì hôm nay mình soạn được một cục đá này các bạn đó. Cục đá thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt ha, nhưng mà khi mà mình kết hợp đúng với cái kiểu cây của nó thì mình làm cái kiểu nó cũng rất là êm các bạn ha. Đây, cái kiểu cây này nó hợp với cái dạng tựa như này các bạn. Tựa mình tựa vô xong một thời gian, cho nó rễ nó buông xuống và nó phát triển thêm cái rễ mới, rễ nó cứng lên là nó dính vô đây các bạn. Nhìn các bạn nhìn thấy trái cây nó sẽ đẹp liền các bạn ha. Một cái kiểu trồng nhưng mà trong thời gian các bạn càng nuôi nó càng đẹp, cái cây của mình cái giá trị nó càng nâng lên như các bạn nha. Thì bây giờ mình chọn cái mặt này các bạn ha, cái mặt này là cái mặt thích hợp này ha. Bên đây là phẳng này đó, thì mình sẽ tạm thời là sẽ lấy một cọng dây gân ha, cọng dây dây kẽm mà mình cột đó. Mình cột tạm nó vô đây nha các bạn ha, cột tạm vô đây thì sau đó thì mình sẽ cố định cho nó cứng ở đây. Mình sẽ xếp cái rễ lại cho nó theo cái ý mình muốn các bạn ha, để mình cắt một cọng dây kẽm nhỏ nhỏ mình cột nó vô đây các bạn. Các bạn đừng có sợ là nuôi một thời gian nó sẽ rớt, không có đâu các bạn. Khi mà các bạn nuôi ha, đủ lâu và những cái rễ này nó phát triển nè, và cộng với các bạn chăm sóc tốt những cái rễ mới nó phát triển từ trên thân nó buông xuống á, các bạn cứ cho nó ôm đá là một thời gian cái cây nó lớn á, là nó ôm cứng luôn các bạn ha. Mình đã làm rất là nhiều cây rồi đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nuôi làm sao để cho nó phát triển thêm những rễ con mới nha các bạn, để cho nó ôm vô đá cứng luôn nha. Còn mới thì bây giờ là mình cứ lấy dây mình cọt ra đây trước đi các bạn, cọt cho nó dính vô đây trước đó. Còn cái phần rễ dưới này nè thì mình sẽ xếp, mình xếp nhưng mình lựa những cái vị trí nào mà đẹp đẹp các bạn, cái này những cái khe nào đó thì mình sẽ xếp cho nó vô đây. Với cái dạng mà lâm bồ như vậy á, các bạn trồng mà chăm sóc những cái điều kiện thích hợp nó phát triển nhanh lắm các bạn, nó màu lớn lắm, chừng đâu đó chừng 1 năm và chơi 1 năm nữa là các bạn sẽ thấy được cái độ lớn của nó và rễ của nó phát triển rất là nhanh ha các bạn. Nếu mà bạn chơi rễ thì lâm bồ chơi rễ rất là đã luôn các bạn. Mình khoái là chơi lâm bồ chơi rễ với lại chơi mấy cái củ bự bự là nó đẹp các bạn, nó đẹp. Chứ còn chơi chơi dạng mà trồng vô chơi lá thì nó không đẹp, lá nó lớn, mình chơi rễ là nó đẹp nhất các bạn. Còn cái phần rễ này nè, mình sẽ cọt nhẹ nhẹ thôi các bạn, đừng có cọt mạnh quá nha. Rễ thì mình chỉ cọt tạm cho nó dính vô đây thôi đó, thì để sau này khi mà nó ăn được xuống đất rồi nó phát triển á thì mình sẽ cắt ra các bạn hả. Đây thì bây giờ các bạn nào mà có cái chậu nào lớn nha thì mình cứ trồng chậu lớn nha bạn, bây giờ mình nuôi cho nó phát triển nha, đừng có trồng chậu nhỏ, đừng có ép gì hết. Thời gian này á, là mình chủ yếu mình nuôi thôi nha. Các bạn có cái chậu càng lớn càng tốt, mình nuôi chậu lớn thì các bạn nuôi cho nó nhanh các bạn nha. Đó, nuôi cứ để ngoài nơi nắng thiệt là đủ nắng đó, các bạn cứ nuôi chậu lớn thì đâu đó tầm 1 năm mà cái rễ cây này nó phì ra rất là đẹp các bạn đó. Loại cây này nó dễ chơi nữa và chơi nó đẹp nữa các bạn. Dạo gần đây cũng có rất là nhiều anh em chơi cái dạng này đó, các bạn trồng mà đúng đúng kiểu đúng cái kiểu bám đá của nó thì nó rất là đẹp các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái chậu chậu lớn nha các bạn ha. Đối với giá thể mà để các bạn trồng cây lâm bồ á thì các bạn đừng có cái trồng cái giá thể mà nó bí quá nha các bạn ha. Các bạn nên chọn cái loại giá thể nào mà nó thoát nước tốt nha đó, chứ còn bí quá thì nó cũng bị úng rễ, tại vì cái dòng cây này nó dễ úng rễ lắm nha các bạn đó. Ở ngoài thiên nhiên thì nó mọc bờ tường hay là ở này kia thì nó mọc nó mọc dữ lắm, nhưng mà trồng thì các bạn trồng cho mình loại thoát nước tốt ha, cát, cám dừa, xỉ than, các bạn chọn lại ha. Các bạn cứ bỏ lên trồng thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ phủ lên một lớp đất nhỏ nhỏ nữa, ít thôi các bạn ha,